như vậy hoặc bốn thiên hạ hoặc biển cả hoặc núi tu di hoặc cung điện dưới đất trên trời hoặc cung điện trời ở trên không của dục giới hoặc cung điện sắc giới hoặc cung điện vô sắc giới thảy đều biên chép hết lượng đều bằng như vậy quyển kinh lớn đó tuy lượng bằng đại thiên thế giới mà hoàn toàn ở trong một hạt bụi như một hạt bụi tất cả hạt bụi cũng đều như vậy bấy giờ có một người trí huệ thấu đạt đầy đủ thành tựu thiên nhãn thanh tịnh thấy quyển kinh đó ở trong hạt bụi đối với các chúng sinh lợi ích không ít bèn nghĩ rằng ta sẽ dùng sức tinh tấn phá hạt bụi đó lấy quyển kinh ra làm lợi ích cho tất cả chúng sinh nghĩ như vậy rồi bèn khỏi phương tiện phá hạt bụi đó lấy quyển kinh ra khiến cho các chúng sinh khắp được lợi ích như một hạt bụi tất cả hạt bụi nên biết cũng đều như vậy. Phật tử trí huệ như lai cũng lạ như thế, vô lượng, vô ngại hay lợi ích khắp tất cả chúng sinh, đầy đủ ở trong thân chúng sinh, nhưng các phàm phu ngu si vọng tưởng chấp trước, chẳng biết chẳng hay, chẳng được lợi ích. Bấy giờ Như Lai dùng mắt trí huệ thanh tịnh không chứa ngại, quán khắp pháp giới tất cả chúng sinh mà nói rằng, lành thay, lành thay các chúng sinh này, sao đầy đủ trí huệ Như Lai mà ngu si mê hoặc chẳng biết chẳng thấy, ta sẽ dạy họ tu thánh đạo, khiến cho họ vĩnh viễn lìa khỏi vọng tưởng chấp trước, tự ở trong thân mình thấy được trí huệ rộng lớn của Như Lai bằng với Phật không khác liền dạy chúng sinh đó tu tập thánh đạo, khiến cho lìa vọng tưởng. Lìa vọng tưởng rồi sẽ chứng được vô lượng trí huệ của Như Lai, lợi ích an lạc tất cả chúng sinh. Phật tử đó là tướng tâm thứ 10 của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Phật tử, Đại Bồ Tát nên dùng tướng rộng lớn vô lượng vô ngại không thể nghĩ bàn như vậy để biết tâm của Như Lai ứng tránh đẳng giác bấy giờ đại bồ tát phổ hiền muốn thuật rõ lại nghĩa ở trên mà nói kệ rằng muốn biết tâm chư phật hãy quán trí huệ phật trí phật không chỗ nương như không chẳng chỗ nương chúng sinh đủ thứ vui và các phương tiện trí đều nương trí huệ phật trí phật chẳng chỗ nương thanh văn và độc giác và chư phật giải thoát đều nương vào pháp giới pháp giới chẳng tăng giảm chí Phật cũng như vậy, sinh ra nhất thiết trí, không tăng cũng không giảm, không sinh cũng không diệt, như nước ngầm dưới đất, ai đào đều được nước. Không nghĩ cũng vô tận, công lực khắp mười phương. Chí Phật cũng như vậy, khắp trong tâm chúng sinh, nếu ai siêng tu hành, sớm được trí quang minh.